Thì cái điều mà thầy Minh Tuệ phải không? Thầy Minh Tuệ phải không? À, thầy nói đấy, nó là cái mình giữ giới, mình giữ giới. Thì trong đạo Phật có giới đó ha, tức là có năm giới cho người tu tại gia, có 14 giới cho những người theo cái dòng tu tiếp hiền, có mấy trăm giới cho những người tu sĩ, khất sĩ. Thì các bạn có dịp đọc cái đó, thú vị lắm. Thì làm sao để mình nhìn giới như một cái gì nó giúp cho mình giữ được cái sự trong sáng, cái hạnh phúc ở trong mình, hơn là một cái gì bỏ buộc. Nó đầu tiên nó có thể cảm thấy bị bỏ buộc, không được làm cái này, không được làm cái này, không được làm cái này, tới mấy trăm cái đấy, nhất là các vị khất sĩ. Thì nó có mục đích của những cái giới được đó, có mục đích. Giống như cái hàng rào đó, hả? Dù như mình nuôi bò mà không có hàng rào, không có cái chuồng đó, bò đi lung tung rồi. Thì giới luật cũng vậy, giúp cho mình giữ mình ở trong cái không gian an toàn, giúp cho cái thực hành của mình không có bị đi xuống, bị tụt lùi. Thì trong đời sống cũng có những cái mà nó nguyên tắc sống cũng là giới luật đó, nhưng mà nó không có gọi như vậy. Ví dụ như là mình đã có một quan hệ đó ha, quan hệ luyến ái đấy, thì nó cũng có những cái nguyên tắc của nó. Ví dụ như mình quen một người đó rồi đó, nó thân thiết rồi đó, thì nó đâu có thể mà cứ gặp ai cũng đi chơi, đi ngủ người ta được. Người khác, những người khác không phải là người đó. Các bạn đã thấy từng người như vậy đúng rồi không? Có chồng, có vợ, có chồng còn vậy, cũng đi ngủ lung tung vậy đó. Và nếu cái người kia biết được thì sao? Đó, đó là cái hệ quả của những cái hành động mà không có giữ cái nguyên tắc trong quay đường ai. Nó sẽ xảy ra sự ghen tuông, sự giận dữ, sự khổ đau khi mình không có cưỡng lại được những cái ham muốn ở trong mình. Vì trong cái chuyện đó nó có cái mình đi tìm mà mình có thể không biết nó là tìm cái gì, không có ý thức rõ nó tìm là tìm cái gì vậy. Trong cái trải nghiệm ái ân, thành ra nó vẫn thu hút, nó vẫn cuốn mình về cái đối tượng khác. Có thể nó là nỗi cô đơn, mình đi vào quan hệ này vì mình cô đơn, mình biết xử lý sao, thành ra mình cần một người để mà yêu thương, để mà có đôi có lửa. Và nó cũng không giải quyết được cái cô đơn ở trong mình, thành ra mình vẫn
định nửa này trong nửa nọ. Và mình nghĩ cái người đang mình đang quan hệ là người là vấn đề của mình, người này không có thỏa mãn được cái nhu cầu của mình, mặc dù mình không có nói bao giờ là cái nhu cầu của em là thế này hay là anh cần cái này cái này cái này, em có thỏa mãn được không, anh có thỏa mãn được không, mình có nói vậy, mình không có truyền thông, mình không có nói chuyện rõ ràng, không mình chắc xong rồi mình dằn vặt người đó, xong quan hệ nó khó khăn, rồi xong rồi mình nghĩ chắc là mình người này cũng phải là cái người giúp cho mình cái hạnh phúc, mình tìm người khác, thì mặc dù nó không có một con người, một cá thể, chỉ có cái ấn tượng sai lầm của mình thôi là có, nhưng mà những cái việc mình nghĩ mình nói mình làm nó có tác dụng của nó có cái nghiệp của nó, cái hệ quả của nó, kết quả của nó. Thành ra mình tiếp tục mình tạo thêm nghiệp vì mình không có nhận ra cái ấn tượng sai lầm của mình về sự có thật của một cá thể. Mình hành sự, mình nói, mình làm từ cái chỗ là có một cá thể bị tổn thương, bị ngược đãi, bị lừa, bị gì đó. Thế nên mình tiếp tục mình trôi lăn ở trong cái gọi là luân hồi phản ứng lại với những cái hệ quả của nó, tiếp tục như vậy, tiếp tục như vậy, giống như là một con mắt phải đổi một con mắt đó, đó là trả thù đó, thì anh làm em tổn thương, em phải làm cho anh tổn thương lại đó, trả đũa. Mình cứ làm như vậy. Vì mình nghĩ cái người kia là có anh và có em, mình có mình và có người kia, có ngã và có nhân, đó là hai khái niệm ở trong kinh Kim Cương đó. Vì mình tin có mình là người bị tổn thương, có tác giả, có chủ thể, có một cá nhân ở bên này, bên kia là một cái người làm cho mình tổn thương, bên kia cũng có một con người nhân đó hả, nhân là một người đó, rồi có những cái khác nữa, chúng sanh, đó là khái niệm thứ ba, ngã nhân chúng sanh thọ giả, đó là mình có bao nhiêu đời, bao nhiêu năm để sống đây, đó những khái niệm mà mình sống ở trong đó, từ cái sai lầm đó mình nghĩ mình nói mình làm từ cái chỗ là có tôi, gọi là chấp ngã đó, chấp là mình có thật. Các bạn nhìn vào nhìn lại cái cuộc đời của mình đó, nó sống ở trong cái thế giới của bốn khái niệm đó, đó ít nhất là bốn khái niệm đó, nhiều hơn như vậy, nhưng bốn cái khái niệm lớn là bốn cái đó. Ví dụ như mình quen người đó mấy chục năm, cái sau mình nghĩ đời mình chỉ có mấy chục năm thôi mà phí với người này mấy chục năm, đó là thỏa mãn đó, cái khái niệm về là mạng sống đó, là mình có mấy chục năm để sống, bây giờ mình phí người này mấy chục năm rồi mình tức, mình tin nó có thỏa mãn, còn cái đời sống là bao lâu đó. Các bạn quán chiếu và nhìn vào cuộc đời của mình đó, đó, nhìn vào những cái xung đột ở trong mình đó. Lúc đầu có thể mình thấy nó rối quá, các bạn bây giờ thấy một cái đống dây dừa dây gì đó, nó rối
không biết gỡ cái chỗ nào ra cho nó thẳng thớm, nó rối bù như vậy đó. Thì nếu mà mình chưa bao giờ mình thực hành, nhìn vào lại, nhìn vào bên trong mình nó cũng rối như vậy đó. Thì tiếp tục nhìn, lần này có lần khác nhìn vào cái rối rắm đó. Chỉ trong cái thực hành đó, các bạn mới đặt những câu hỏi hiệu quả được, có giá trị, nó không có lý thuyết nữa. Cậu nhìn vào cho thấy như thế này thì giúp. Phải đủ cái nhận thức về cái tình trạng của mình mới hỏi câu hỏi được, đặt câu hỏi hay được. Nếu mà các bạn đặt được câu hỏi thì trong cái đống rối bù đó, câu hỏi đó nó phải có cái công phu của quán chiếu, của cái sự nhìn ngẫm vấn đề lâu lâu dài mới đặt được câu hỏi hay. Mình thấy nó rối bù mà mình dội ra liền, bỏ không nhìn được, thì mình chưa vượt qua được cái giai đoạn đầu tiên, chưa nhìn đủ sâu, đủ lâu, đủ yên để mình xem mình kẹt cái chỗ nào trong cái đống rối bù trong mình, nó kẹt chỗ nào, mình thấy cái gì. Phải đặt được vấn đề đó, phải đặt được câu hỏi đó thì mình mới giải quyết được 50% của vấn đề. Còn 50% kia đó, sau khi mình đặt hỏi đó, nó sẽ đến. Đó là công phu quán chiếu của thiền, của sự chiêm nghiệm. Thiền là cái danh từ phổ biến của Phật giáo, nhánh nhánh thiền. Nhưng mà những cái tôn giáo khác họ dùng cái chữ chiêm nghiệm, tức là cũng là thiền đó, nhưng mà nhìn ngẫm vấn đề trong yên lặng, trong sự nhận biết. Thiền gọi là quán chiếu, thì mình nhìn ngẫm cái vấn đề của mình mới có thể đặt câu hỏi được. Giống như mình phải cày bừa đó, mình có mảnh đất tâm đó, mình phải cày bừa đó, mình phải tưới, mình phải đào sới, mình phải bón phân, mình phải tưới nước, thì mình có thể trồng trọt một cái gì được, đúng không? Trồng cái cây hoa hồng, trồng một cái bụi sẵn, một cái giàn ngấp đắng, nó mới có kết quả được. Còn nếu mình chỉ hơi hợt, mình nhìn vài phút mình bỏ đi, không có nhìn, không có tập nữa, thì nó khó có kết quả lắm.